Ơi, em xin chào cô chú bác anh chị em đã đến với đồ cơ Quang Thanh. Hôm nay ngày 14 tháng 12, em lại tiếp tục lên một cái video là 288. Video này là một lô bao cần. Các bác nào chưa có thì liên hệ về số 0778873789. Rồi kết nối Zalo rồi em sẽ gửi chi tiết cho từng cái bao cho các bác xem nhé. Đó. Lô này thì em cũng bao ship cho các bác luôn ha. Thì các bác nào mà yêu thích kênh của em thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha. Rồi lần sau có gì em đăng lên thì các bác ủng hộ. Shop em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì các bác nào ở gần thì cứ về 719 xẹt 60 Huỳnh Tấn Phát. Hãy liên hệ cho em rồi các bác cứ vào lựa bao cần máy ha. Rồi để em lên cây mã đầu tiên cho các bác nha. Cái mã đầu tiên là cái mã B270 các bác nha. B270 nè. B270 này có một cái quay mang và một quay sắt luôn các bác nha, và có một túi phụ nha. Đây, đây là mặt trước của nó. Là túi phụ của nó 60 và mặt sau này. Đấy. Đây là bên trong của túi bao các bác. Túi bao màu đen các bác nha, ở trong còn mới còn đẹp nha. Bao vẫn còn lặn lặn chưa ok chưa rách các bác nha, vẫn còn ok nha. Đó, phần đáy của nó là có một cái lớp nhựa cứng các bác. Ba tia của nó thì ok luôn các bác, nó có hai cái nha, hai cái hoạt động bình thường nha. Đó. Túi phụ thì nó có một cái thôi, túi phụ có một cái các bác nha. Này. Ba thì ok nha. B270 dài 1m2, ngang 18 phân, ngang lẻm đo ngang kiểu này bác nha, ngang đo này 18 phân nha, giá 250 các bác, 250k. Rồi kế tiếp em lên cái B271 các bác. Hai bao giống nhau các bác nha. Hai bao giống nhau nhưng mà bao này thì cũng có hai cái bật tia các bác nha. Hai bật tia nhưng mà bao này nó bị mất cái tay nắm rồi. Thì người ta chế cái này nha. Sẽ ok nha. Hai bao giống nhau mà các bác nha. Đi trang luôn. Đó. Hai bao giống nhau, B271 dài 1m25 cũng ngang 18 luôn, giá 250 nó các bác nha. Đây. Bao chưa hề rách nha các bác nha. Còn nguyên hình nguyên dáng còn ok các bác ha. 250k hai bao giống nhau y chang. Rồi B272 các bác. Bao này màu thì màu màu giống như hai bao kia nhưng mà nó lại là bao bầu các bác nha. Còn hai bao kia là hai bao thẳng ha. Bao này bao bầu nha. Phần đáy còn ok các bác nha. Ở đây cũng có một túi phụ luôn. Bên trong túi phụ các bác. Bao còn mới còn đẹp nha. Bên trong còn ok. Bên ngoài thì nó có hơi cũ theo thời gian các bác nha. Đó. Ở đây cũng có hai cái bật tia. Hai cái sạc tia này là hoạt động bình thường nha. Đó. Bên trong của bao các bác này. Bên trong màu đen còn ok, còn mới các bác. Ở ngoài thì nó hơi cũ theo thời gian ha. Người ta đi câu nhiều thì nó hơi cũ. Đó, còn bên trong thì còn ok. Và nó có một lớp mút các bác nhé. Lớp mút để cho nó làm êm đó, ha. Lớp mút nha. B272 dài 1m3, ngang của nó là 28 phân. Là em đo cái chiều bầu của nó các bác nha. Giá 250 luôn. Rồi em lên cái B273 các bác. 273 là một con GT ha. Bao này bao thẳng các bác nha, bao thẳng. Bao thẳng màu vàng, vàng đen nha. Ở đây có cái túi phụ 60 nữa nha. Túi phụ 60. Và có một cái quai mang quai sắt luôn ha. Phần đáy ok, có
có đáy nhựa cứng nha. Ở đây có nó trầy, nó bị mòn theo thời gian ha. Đấy, và ở đây có thêm cái lủng nữa. Lủng này là lủng bị thuốc nè, thuốc rơi xuống này. Hai cái bên này miếng nữa này. Bên lủng này. Lủng xíu xíu không ảnh hưởng các bác nha. Để tùy phục của nó ha. Ba tiêu ok nha bác. Trong này cái nữa, hai cái. Đây các bác. Tuyết phủ còn ok các bác nha. Rồi đây là phần trong của bao. Một màu đen ok các bác, còn đẹp nha. Ba tia cái này có hai cái hoạt động bình thường nha các bác nha. B273 dài 1m3, ngang đó 13 phân. Ngang 13 phân các bác nha. Dạ, giá 250k. Rồi em lên cây B274 các bác. Bao này thì dài 1m2, bao bầu luôn các bác nha. Màu xanh đen ha. Xanh đen. Ở đây cái đáy, phần đáy của nó cũng là một cái nhựa cứng các bác nha. Nhựa cứng, bao chưa hề rách rỡ nha. Bao còn đẹp nha. Đó, bao hàng bãi như thế là nó cũng có cũ theo thời gian các bác nha. Thì các bác về giặt nha. Hàng về em sao em bán rồi cho em chứ có giặt các bác nha. Các bác về giặt sơ cả nha. Bao này thì nó không có túi phụ các bác nha. Không có túi phụ, nó chỉ có một quay mang và một quay sắt thôi ha. Không có túi phụ nha. Ở đây có hai ba tia lên các bác nha. Hai ba tia còn xài ok nha. Đây phần trong của bao các bác ơi. Phần bao của trong còn ok các bác nha. Còn mới. Đó. B274 dài 1m25, ngang 25 luôn. Giá 300k. B275 các bác. Cái này là B274 nhé. B274. Tiếp tục lên 275 các bác. 275 này. 275 này bao này dài 1m25, ngang 15 phân. Bao này bao da các bác nha. Bao da nhưng mà nó có bị mòn theo cái lớp sơn mòn cái lớp da ở ngoài các bác nha. Nhưng mà còn cái ở phần trong là còn ok. Nó mòn cái lớp sơn lớp da ở ngoài. Nó có một que mang và que sắt luôn. Thì bao này á, là nó có hai ngăn các bác, hai ngăn nha. Bao này bao đứng nha. Bao thẳng á. Đấy nó hai bật tia. Một ngăn của nó có hai cái sạc này. Các bác sạc, cái sạc nào sạc ha. Đây. Đây phần trong của bao các bác này. Phần trong của bao. Đấy. Và ngăn thứ hai ha. Ngăn thứ hai các bác này. Đấy. Phần đáy ok nha, chưa hề rách rưới các bác nha. Nó chỉ có nó mòn cái lớp da ở ngoài thôi các bác nha, chứ còn cái bao còn ok lắm. B275 dài 1m25, ngang 15. Bao này thì nó hơi xấu, hơi cũ kỳ, để các bác 200k thôi nha. 200k. Nhìn nó xấu cũ kỳ chứ trong hỏa nó bền cho các bác nha. Nó còn bền lắm ạ. Rồi 276 các bác, 276 bao này cũng là một cái bao ở chỗ này nó làm cái bao da, bằng da. Còn ở trong này ở ngoài nó cũng chế một lớp da. Ở trong thì nó làm vải. Vải dù ha. Đây các bác, một lớp vải dù ở ngoài chế lớp da. Cái da của nó đây các bác nha. Đấy. Có túi phụ 20. Túi phụ phía dưới này là 40. À, nó tâm là cái bao ao nó làm kiệu này bác, các bác là kiệu của nó ha. Bao cũng thế là vẫn còn ok các bác nhé. Mấy cái dòng bao này các bác về giặt rửa qua sơ cái là nó vẫn mới nha. Con này bao đứng luôn các bác nhé. Đúng rồi. Có một cái que mang nhé. Đây có que mang. Phần đáy còn ok các bác nhé.
Đây còn ok, này thì nó này nó mòn tí không sao ha. Phần trong của bao các bác nha. Còn ok nha. Này. Cái ba tia của nó là bằng kim hợp kim các bác nha. Kim loại nha. Này. Nó bằng nhôm. Bằng nhôm các bác nha. Đó, cái này ba tia vẫn còn hoạt động bình thường các bác nha. Hoạt động bình thường. Đó. B276 giá 1m2 ngang nó 12 phân, giá 250 các bác nha, 250k. Rồi B277 các bác, 277 cũng ở đây cũng một cái bao da đứng các bác nha. Một bao da đứng này, bao này dùng cho các bác đi câu cần được ngón tay cũng được, cần máy cũng được nha. Đấy. Vì bao này nó nhỏ gọn nha. Đấy. Ở đây có tuy phụ này nha. Tuy phụ 40 nha. Phần đáy của nó là nó có chế tạo miếng sắt, miếng inox ở dưới này các bác này, này, đây, đây nhật là hiệu, ô nó để hiệu của nó các bác này, hiệu Sasaki này, bao này bao của hiệu Sasaki nhá, đấy, bao nó nhỏ nhắn xinh xắn các bác nha, màu da rất bền, nó còn ok nhá, bao chưa hề rách rưới các bác nha, B277 nhá, dài 1m1 ngang 11 phân. Giá 300k các bác nhé, 300k. Rồi B278. 278 này cũng một cái ô da các bác nhé. Này. Một màu xanh rêu ha. Này. Ba còn ok. Và đây phần trong của bao. Phần trong của bao thì còn mới các bác ơi. Phần trong của bao còn đẹp lắm nha. Đấy. Đấy. Coi tôi phụ 40. Sạc bát tia là ok luôn các bác nha. Ok luôn. Chưa hề bị gì nha. Đây ở đây nha. Bị chuyển hàng về bị cấn xíu này. Không ảnh hưởng các bác nha. B278. Dài 1m2 ngang 14 phân. Giá 300k các bác nha. 300k. Rồi tiếp tục em lên một cái bao B279. 279 là một cái bao cứng các bác nha. Bao cứng này dành cho các bác đừng cần tay nhá. Bao này dài 1m35. Đây. Nó hiện tại bây giờ là nó còn một cái quai sắt. Còn cái quai mang á, thì nó mất rồi. Quai mang thì còn... Còn hai cái móc hai bên này thôi. Còn hai cái móc hai bên. Còn cái dây của nó là không biết nằm đâu nha các bác nha. Đấy. Các bác nào mua về thì mua cái dây bỏ vào ha. Dây thì cũng đáng bao nhiêu tiền đâu. Về gắn vào rồi mang đi câu. Đấy. Bao còn ok chưa hề rách rưới các bác nha. Bao này bao cứng nha. Bao cứng. Ở đây có hai sạc bát tia luôn các bác nha. Đấy có hai cái, các bác muốn xài cái nào cái ha. Ba tia là ok, bao hư luôn các bác nha. Đây là phần trong của bao này các bác. Đấy, ở đây là phần trong của bao, bao này gọi là bao hộp nha. Ở trong này nó có một cái lớp mút các bác. Lớp này ra. Cho cái này em chưa vệ sinh bụi các bác nha, bụi nha, không phải giờ không này nó bị gì đâu, bụi nha. Đã. Nó để một lớp mút, một lớp lông các bác. Lớp lông á, êm lắm. Này, êm lắm, các bác để cần nó êm ha. Đây, bao này gọi là bao hộp nha. Bao hộp ha. Đấy, bao này các bác cũng chắc đừng cần tay cũng hơi bị nhiều đấy. Đây các bác. Cái bao rất còn ok các bác nha. Bao chưa hề bị gì hết. Rồi,
Cái bao này B279 dài 1m35, ngang của nó là 8 phân, là em đo 8 phân các bác nha. Đây, tính từ 8, 1, 1, 2, 3, 4, 4 cái, 4, 8, 4, 32, là 32, tròn của nó là hết 32 phân các bác nha. Giá là 350k các bác, 350k con cái này nha. Thì các bác nào mua cái này thì về nhớ mua cái quai vào nhé. Đó, nên con này có quai thì em bán giá cao miếng, nhưng mà không có quai thì em bán 350 các bác nhé, 350k. Rồi tiếp tục em lên cái B280 các bác, 280. Một cái bao rất đẹp, rất là Riot. Bao này dài 1m2, bao này dành riêng cho các bác đi đi câu nhiều cần nhiều máy nha. Đó, bao này các bác có thể đựng được 5 bộ cả cần cả máy. Đó. Vì cái dòng bao này em cũng có thử qua rồi, đặt đặt cần đặt máy em thử qua rồi. Các bác có thể đặt được 5 bộ cả cần cả máy luôn nhá. Nhưng mà dài có 1m25 thôi các bác nhé. Đó, các bác căn kia độ cần dài bao nhiêu rồi bỏ nhá. Đó. Phần đáy của nó các bác, phần đáy của nó cũng có một quai mang và một quai sắt luôn ha. Phần mặt nghiêng của nó các bác ơi. Do cái bao là em chưa vệ sinh cho các bác nhé, nó hơi dơ thôi nha. Đó, nó hơi dơ thôi, chứ còn cái bao nó còn ok, chưa hề rách rưới các bác này. Phần đáy này. Đấy, chưa hề bị gì các bác nhé, còn ok nhé. Đấy. Ở đây có một cái túi phụ luôn các bác, túi phụ này. Túi phụ 80 85 đấy, túi phụ đây. Để túi phụ. Phần trong nhập túi phụ các bác này. Phần trong túi phụ này. Đấy. Và phần trong của túi chín các bác. Phần trong túi chín này, một màu đỏ rất đẹp các bác này. Ngoài khăn trong đỏ. Có vần nhợt vàng nhạt nữa ha. Đấy. Bao này các bác có thể là đựng 5 cần 5 máy cho em. Ok luôn nha. Đây. 5 cần 5 máy thoải mái nha. Đấy. Thì em đo là em đo cái bề ngang này. Em đo từ dưới đáy lên đây. Dưới đáy lên là nó 30 các bác nha. Dài 1m25, nhưng mà em đây đo từ bên này qua bên này là 30. Còn cái mặt đáy của nó nhiều. Mặt đáy của nó là 14 các bác nha. Mặt đáy của cái thằng này là 14 nha. Đó. B280 dài 1m25, ngang 30, mặt đáy của nó là 10 14 ha. Rồi giá 500k các bác nha, 500k. Rồi cái tiếp em lên một cũng lên một cái bao dây ót nữa. Bao này cũng dài 1m25 luôn. Bao này dài 1m25 các bác nhé. Đấy. Thì hình như là bao này nó hai bao bằng nhau sao? Hai bạn, bao này nhỏ hơn một một xíu. Bên 9 bên 10 các bác nhé. Bao này nhỏ hơn xíu bên 9 bên 10 đây ha. À, thì các bác bao này thì nó hơi dơ các bác nhé, hơi dơ miếng nha. Còn phần đáy của nó thì có trờn một xíu ở đây. Trờn xíu ở đây thôi. Trờn bên này cũng phải. Đó. Nó hơi dơ chứ các bác về giặt giũ cho dùm em nha. Còn bên trong thì khỏi bàn luôn ha. Còn ok, mới nha. Đấy. Bên trong túi ở đây nó có hai quai, hai cái ba tia luôn nhá. Các bác ơi. Cái nào mở rồi trong này cũng phần đỏ luôn các bác ha. Rồi thì túi này có các bác có thể cũng đựng được ba cần ba máy nha, ba cần ba máy rộng rãi nha. Đó. Ba cần ba máy là các bác đựng thoải mái luôn đó. Đó, thì em chưa giặt giũ năm ra là có hơi dơ các bác nha, các bác về giặt giùm em ha. Rồi cây này dài 1m25,
ngang của nó là 1m25, ngang của 25 luôn. Ngang là em cũng đo từ ở trên, trên cái va tia này xuống cái mặt đáy của nó các bác nha. Từ đây 25. Để em đo cái thằng mặt lưng của nó các bác. Rồi mặt lưng của nó 11 nha. Mặt lưng nó 11 rồi. Giá 400k các bác nha. Đây, con này thì nó rẻ hơn con kia. Con này nó nhỏ hơn tí cho nên bán 400k nha. Rồi B282 các bác, dài 1m3. Đây, dài 1m3. Nói chung là bao này vẫn còn ok, còn đẹp các bác này. Đó, phần sau của nó ha. Enzo. Còn ok các bác nha. Đây có tuy phụ này, tuy phụ 45 nha. Bản thân bên trong của tuy phụ này. Còn ok các bác này. Đấy. Phần trong của túi chín các bác. Bao còn ok, còn đẹp. Bao bầu các bác nha, bao bầu nha. Đấy. Ba cái em mới giới thiệu xong là bao bầu hết nha. Đó thì các bao này các bác có thể đựng hai bộ hai cần nha. Hai bộ nha, hai bộ cả máy cả cần nha. Rồi 283, một dài 1m3 ngang 20. Ngang 20 là em tính cả cái thằng này. Đó, em tính từ dưới này cái độ cao của cái thằng này các bác nha. Độ cao của thằng này là 20 ha. Rồi giá 370k nhá. 370k. Rồi kế tiếp em lên một cái bao Bitwer V. Bao này dài 1m35. Một cái bao màu tím và màu vàng. Nói chung là bao đang còn ok. Phần đáy chưa bị gì các bác nha. Đó có trầy xước nhẹ thôi ha. Trầy xước nhẹ xíu xíu. Còn ngoài ra là còn ok các bác. Ồ, bao này thì hơi lớn đấy. Bao này các bác có thể đi đánh biển đựng được nhiều đấy. 5, 6, 7 bộ gì chắc vẫn còn ok quá. Cái lưng của nó to, lưng 20 luôn này. Quá lớn luôn các bác ơi. Và có một cái quai sắt. Đây là quai sắt nha. Đó, mở cái này ra. Đấy, đây là quai sắt các bác nha. Còn sau là quai mang nha. Ok luôn các bác. Ở đây có một cái túi phụ rồi. Túi phụ này đâu là cho các bác đựng thêm mấy cái cần tay ha. Túi phụ còn ok ha. Và đây là trong này cái túi chín các bác. Ở đây có hai cái bát tia luôn, hai cái xài ok cả hai các bác nha. Đấy. Cái nào cũng xài được hết hai cái luôn. Rồi các bác, trong này cũng một màu tím rất đẹp các bác nha. Đấy. Hàng bãi Nhật nhưng mà nó sản xuất nhiều nước các bác nha. Nhiều cái thì nó để mạc, nhiều cái thì không để mạc nha. Đó thì thằng này thì em thấy cái mạc của là của thằng kho rìa các bác nha, kho rìa này của thằng Hàn Quốc nha. Bao còn đẹp các bác. Bao này các bác đi câu biển nha, đừng được nhiều nha, nhiều cần nhiều máy. Rồi cái B283 dài 1m35, ngang nó là 20, ngang của nó là 20 các bác, ngang 20 là của thằng này. À, còn chiều cao ở dưới này mà lên trên thằng bầu này á, là 25. Rồi bao này giá 500k các bác nha, 500k. Rồi em lên cái B284 các bác, bao này cũng dài 1m25. Nói chung là cái bao này là nghệ nhân nó chế hai cái đáy luôn. Phần này đáy bự và phần này đáy nhỏ. Phần đáy nhỏ của thằng túi phụ và phần đáy lớn là của thằng túi lớn ha. Đấy. Đây là của thằng túi phụ các bác này. Túi phụ. Bao còn ok các bác nha, bao còn đẹp nha. Đó. Nó chỉ có hơi dơ theo thời gian thôi.
em lấy hàng về em live bán luôn nhá, em không có vệ sinh các bác nha. Bác nào kỹ thì về nhớ giặt thử dùng cái mới nha, còn ở trong thì khỏi bàn luôn các bác, ở trong thì khỏi bàn luôn, ở trong quá đẹp luôn này, mới toàn này, đấy đâu bị gì đâu. Còn ok các bác, ở ngoài thì nó hơi xấu, nó hơi đất đa, hơi bám vào tí thôi, nhưng mà không đến nổi lắm à. Vẫn còn ok. Phần đáy của cái túi này thì còn ok luôn, chưa hề bị nứt, chưa hề bị rạn, chưa hề gì bị gì cả các bác nhé. Phần này cũng vậy, hai cái luôn. Rồi cây B284 dài 1m25, ngang của là 24 phân ha, giá 370k, 370k các bác nhé. Rồi kế tiếp em lên cái B284 nha. 284 này là một cái bao cứng các bác nha. Nè, một cái bao cứng. Đấy, bao này bao thẳng mà bao cứng các bác nha. Đấy, phần đáy của nó này. Đấy, phần đáy của nó còn ok. Bao chưa hề bị rắc rối gì các bác này. Còn nguyên hình nguyên dáng nha. À, ở đây có một quay mang và một quay sắt này ha. Quay mang và quay sắt ha. Đây là cái túi phụ của nó các bác ạ. Đây là túi phụ của nó nha. À, đây là cái túi chính của nó này. Túi chính của nó các bác nha. Trong này bao này còn ok các bác nhé. Rồi mấy cái bao này nó còn có cứng này. Sau ai mua thì em bỏ một cái cây ở trong em buộc lại nhé. Hôm có cái bác nào ủng hộ em mua mà em cũng gói thẳng này luôn mà mấy ông Yên Ti gửi hàng kiểu gì bẻ quắp gãy mất cái bao của người ta. Thì có gì thằng bác thông cảm em ha. Rồi bây giờ lần này thì em bỏ kỹ hơn ha. Bác nào mua thì em bỏ kỹ hơn trước. Rồi cái B284 dài 1m3, ngang 16 phân các bác nha. Ngang 16 phân ha. Thì giá 360k các bác nha. 360k. Đó. Thì các bác nào ủng hộ em thì nhớ gọi về số 0778873789 các bác nha. Rồi em xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em ha.